Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Gia Cát Lượng để lại phong thư 86 chữ dạy con nhưng giúp cải biến vận mệnh hàng triệu người. Một phong thư ngắn ngủi chỉ có 86 chữ mà Gia Cát Lượng để lại cho con trai lại là những từ ngữ vô cùng tinh túy, khuyên răn và cảnh báo con về đạo lý làm người. Và đến hôm nay thì bức thư ngắn đã viết từ hơn 1.800 năm trước này vẫn còn nguyên giá trị. Điều đó cũng giống như câu nói, trí tuệ chân chính sẽ trường tồn theo thời gian, càng lâu càng có giá trị. Câu nói này càng nghe càng thấy đúng, phải vậy không? 86 chữ mà Gia Cát Lượng để lại cho con cháu thực hành là: lấy tỉnh tu thân, sống tiết kiệm để dưỡng đức, không sống đạm bạc, không thấy trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh sẽ suy nghĩ được xa hơn. Làm người đàn ông trước tiên nên học lấy chữ tỉnh, sau mới học những học vấn khác. Lười biếng thì không thể nâng cao ý chí, khống chế được nóng nảy chính là đang tôi luyện tính cách. Năm tháng qua đi, con người cũng sẽ già đi, niềm vui của trí tưởng tượng cũng sẽ như lá khô rơi rụng, dù có bao nhiêu cũng không mang theo được. Chỉ sống trong ngôi nhà đơn sơ, nhưng Gia Cát Lượng đã để lại một kho tàng tri thức. Để có thể sống yên ổn trong thời loạn lạc, để tìm được sức mạnh vượt qua nghịch cảnh cuộc sống, chúng ta hãy ghi nhớ 10 bài học từ bậc thầy Gia Cát Lượng. Bài học thứ nhất: tỉnh tỉnh để tu thân, nội tâm tỉnh tại sẽ nghĩ được xa hơn. Ông khuyên con cháu cần phải tỉnh mới có thể tu dưỡng tâm và thân. Tỉnh giúp tinh thần sáng suốt, tâm không tỉnh thì không thể đưa ra được hướng đi tốt nhất. Hơn nữa, trước khi học tập những học vấn khác, nên học chữ tỉnh này. Con người ngày nay bận rộn suốt ngày, có phải họ đang tỉnh trong sự vội vàng mà nghĩ về ý nghĩa của đời người? Bài học thứ hai: sống tiết kiệm là đang dưỡng đức. Ông khuyên con cháu trau dồi sức mạnh của chính mình. Chi tiêu có nguyên tắc không chỉ giúp thoát khỏi cảnh nợ nần, mà còn có thể sống được trong hoàn cảnh đơn sơ và không trở thành nô lệ của vật chất. Trong xã hội văn minh, đâu đâu cũng khuyến khích tiêu dùng. Bạn đã bao giờ nghĩ đến chỗ tốt của tiết kiệm chưa? Bài học thứ ba: sống đạm bạc khiến trí tuệ sáng suốt, nội tâm yên tĩnh sẽ suy nghĩ được xa hơn. Ông khuyên con cháu rằng trong cuộc sống nhân sinh nên sống đạm bạc, đừng xem trọng danh vọng và tiền tài. Để biết được mục đích chân chính của đời người cần phải có nội tâm tỉnh tại, có vậy mới có thể cẩn thận lập kế hoạch cho tương lai. Vậy lý tưởng đời người của bạn là gì? Trách nhiệm của bạn ra sao? Bạn có những sức mạnh gì? Bài học thứ tư: tập trung lực lượng để học lấy chữ tỉnh. Đây là yêu cầu đầu tiên mà bậc thầy Gia Cát Lượng khuyên con cháu học theo. Ông nhắc rằng học các loại học vấn khác trong hoàn cảnh nội tâm yên tĩnh thì mới phát huy hết được tài năng của mình. Làm mọi việc một cách bình tĩnh thì sẽ khiến cho nó toát lên sự nhàn hạ. Gia Cát Lượng không phải là bậc thầy thiên tài về đào tạo học trò, nhưng ông tin rằng tài năng đến từ học tập. Bạn có thực sự học tập không? Bạn có tin rằng nỗ lực học thì sẽ đạt được thành quả hay không? Bài học thứ 5: muốn gia tăng năng lực của bản thân, không chỉ học kiến thức ở trường lớp mà cần phải rèn luyện ý chí kiên trì. Ông nói với con cháu rằng muốn thành công thì cần phải học tập chăm chỉ và rèn luyện ý chí của bản thân. Trong quá trình học tập, sự quyết tâm và kiên trì theo đuổi là rất quan trọng, bởi vì nếu thiếu ý chí, bạn rất có thể bỏ dở giữa đường. Đạo lý này thực sự có bao nhiêu người đã học được? Bài học thứ 6: cần nắm chắc tốc độ thì mới có thể vượt thời gian. Ông khuyên rằng không nên cứ trì hoãn một việc nào đó, mà cần nắm chắc việc cần làm. Thời đại hiện nay là thời đại của công nghệ máy tính, hiệu suất công việc rất được coi trọng. Trí tuệ của 1.800 năm trước vẫn còn hữu dụng đến ngày nay. Quả là không hẹn mà lại gặp, nhanh hơn người đời một bước, không chỉ đạt được thành công mà còn có thời gian để tu sửa, cải thiện những thiếu sót, phải vậy không? Bài học thứ 7: khống chế được sự nóng nảy là đang trong quá trình rèn nhân cách. Ông khuyên con cháu rằng nếu dễ dàng xao động thì không thể hung đúc được tính kiên nhẫn. Một nhà tâm lý học nói rằng tư tưởng quyết định hành vi, hành vi quyết định thói quen, và thói quen thì quyết định tính cách quyết định vận mệnh của con người. Gia Cát Lượng đã minh bạch điều mà một sinh mệnh mong là vừa tinh thông mọi sự, vừa tôi luyện nhân cách. Bạn có muốn tăng cường tu sửa chính mình hay không? Bài học thứ 8: thời gian qua đi, suy nghĩ sẽ trì trệ. Gia Cát Lượng khuyên rằng ý chí sẽ giảm sút theo thời gian. Có câu rằng
trẻ không gắn học hành, về già mới bi thương. Quản lý thời gian là một khái niệm quản lý hiện đại. Mỗi ngày chỉ có 24 giờ, không hơn, không kém. Chỉ có bản thân mỗi người dùng mỗi giây phút ấy như thế nào. Bạn hãy suy nghĩ một chút xem, những năm tháng qua bản thân có biết trân quý thời gian hay không? Bài học thứ 9, sức mạnh trong niềm vui của trí tưởng tượng sẽ giống như là lá khô rơi rụng. Không thể thu giữ, chỉ có nỗi bi thương còn đọng lại, xem cuối cùng đạt được những điều gì. Ông khuyên con cháu mình rằng, thời gian trôi đi rất nhanh, cho đi đến khi sắp sửa lìa đời, lúc này mới than thở với trời cao vì đã lãng phí thời gian những năm được sống vậy cũng vô ích. Hãy nhớ rằng, lúc sống bình yên, không quên ngày sóng gió mới có thể trong nguy nan mà tâm không loạn. Ý chí mạnh hơn kiến thức, bạn đã từng suy nghĩ qua, bắt tay vào làm từ việc nhỏ, làm cho thật tốt, đó chẳng phải là nền tảng của cuộc sống hay sao? Bài học thứ 10, sức mạnh của việc sắp xếp hợp lý. Gia Cát Lượng cho con cháu một bức thư đơn giản chỉ với 86 chữ, nhưng nội hàm giáo dục lại bác đại tinh thâm. Tôi tin rằng, càng đơn giản thì càng nói rõ được nội hàm, dài dòng văn tự càng khiến cho người đọc chán ngán. Vì thế, càng ngắn, càng đơn giản, càng tốt. Bạn có biết bản chất của truyền tải thông tin là gì hay không? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại! Audio Jungle.